Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Lisa Blackpink khoe eo hút hồn tại sân bay. Ngày 24 tháng 6, Lisa Blackpink cùng với V, BTS và Park Bo Gum đã có mặt tại sân bay để sang Pháp, tham dự show thời trang của nhà mốt Celine. Show diễn được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 tới, nằm trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris năm 2023, các nghệ sĩ di chuyển bằng máy bay riêng. Vừa xuất hiện, Lisa thu hút mọi sự chú ý với thời trang sân bay hút hồn của Celine. Cô mặc áo crop top màu xám lông chuột phối cùng chiếc quần da có giá bán lẻ gần $3,000. Bộ trang phục này để lộ vòng eo nhỏ vô cùng quyến rũ của nữ idol nhà Blackpink. Bên cạnh đó, cô nàng còn làm nổi bật phong cách của mình với phụ kiện từ nhà mốt. Gồm giày thể thao, giá bán $850, giày buộc tóc đeo ở tay, $300. Đáng chú ý, Lisa còn là một trong số những nghệ sĩ đầu tiên đeo chiếc túi Matelas Monochrome. Đây là mẫu túi sách mới của Celine do Hedi Slimane thiết kế, lần đầu tiên ra mắt trong bộ siêu tập thu đông năm 2022, dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm nay. Matelas Monochrome được thiết kế đơn giản, tinh tế và nhỏ gọn, mang sắc đen huyền bí và sang trọng, với logo của Celine nổi bật màu vàng ở mặt trước dễ dàng thu hút sự chú ý của ánh nhìn. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé!